Xin chào mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách bóc bao kích mới mà cũng có thể bóc được số lượng lớn. Bởi vì khi mà bạn có thể là bạn làm nhà hàng hay là bạn muốn ngâm thật nhiều thì bạn có thể dùng một cách bóc như này, hoặc là cách thử bao kích của bạn nhỏ như nào đấy mà nó khó bóc thì bạn có thể làm như sau. Bạn có thể dùng một con dao bản lớn và một cái thớt, và bạn sẽ dùng dao đập cho củ ba kích, cho thịt của ba kích nó sẽ vỡ ra và chỉ còn lõi. Và khi củ ba kích thịt nó vỡ ra thì bạn dễ dàng bạn bóc bỏ cái thịt ra khỏi lõi. Đây, các bạn có thể làm như sau. Rồi, ok, bây giờ các bạn đi xem rất chỉ là dễ dàng khi mà bóc củ ba kích. Đây, các bạn thấy không? Bóc rất chi nhanh. Bởi vì một số cái lõi mà nó nhỏ mà non thì mình có thể bóc rất là khó, nhưng mà với cách này thì mình bóc sẽ dễ hơn, dàng hơn rất nhiều. Đây, các bạn thấy xem, đây là thành phẩm. Đây. Ok. Cái việc bóc lõi ba kích này thì nó sẽ rất tốt cho cái việc ngâm rượu của mình. Bởi vì là cái lõi ba kích thì mình nên phải bỏ ra khi mà ngâm rượu, vì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, gây đến tình trạng đau lưng. Rồi, ok, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn xong, đã hướng dẫn các bạn xong cái vấn đề việc bóc kích được một cách dễ dàng.